Hãy cùng xem lớp đệm hát nâng cao của Nguyễn Quang Học như thế nào nhé. Thank you.
thứ từng bước một đấy. Thank you.
thì sao nó cái đoạn đuôi nó nghỉ dài thì mình cứ rậm rậm thì nó không hay có đúng không? Đi ta đi ta đi ta đi ta đi ta đi ta nó ngân dài đoạn này thì mình phải làm cái gì đúng không? Đi ta đi ta đi ta đi 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 cái đuôi nó ngân dài thì mình phải có. Còn nó đang hát